tỉnh Quảng Trị, người dân cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả mưa lũ để lại, và đặc biệt là bùn đất trôi vào nhà, phủ kín đường làng, ngõ xóm, trong khi lực lượng tại chỗ lại quá mỏng để có thể xử lý. Ghi nhận tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. Thưa quý vị, khu vực tôi đứng đây là trước đây là đường liên thôn tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhưng sau cơn lũ vừa qua thì đây không còn là đường nữa. Toàn bộ cái hệ thống bùn đất đã ngập cao lên là khoảng 50 phân. Và điều đáng nói thì toàn bộ cái hệ bùn đất này đã xâm nhập vào nhà dân. Và hiện nay thì lực lượng chức năng cũng đang tiến hành cố gắng để hỗ trợ người dân khắc phục cái tình trạng bùn lấp này. Từ đường làng đến ngõ xóm, dọc sông Bến Hải, Sa Lung, đầu đầu cũng toàn bùn đất. Bùn vùi lấp đường đi, bùn tràn vào từng phòng. Lực lượng tại chỗ như công an, dân quân ra sức đẩy bùn nhưng chẳng mấy hiệu quả vì bùn quá dày. Hệ thống bùn non tràn ngập vào nhà dân là tương đối là lớn, để việc khắc phục hậu quả sau mưa bão là xử lý tình huống ở nhà ở cho điều cho bà con, rồi là vấn đề bùn non tràn ngập vào trong cái dân cư thì cái này lực lượng công an cũng đề xuất là công an cấp trên hỗ trợ thêm lực lượng rồi phương tiện rồi để hỗ trợ cho bà anh em tại địa phương là khắc phục hậu quả cho bà con. Địa bàn xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh là rốn lũ, nước lũ tràn qua cuốn đi tài sản, hồ tôm, hồ cá của bà con, chỉ để lại bùn đất và nỗi lo không đủ sức dọn dẹp vì thiếu người. Trước mắt thì chúng tôi là huy động lực lượng tại chỗ, nhưng tại chỗ ở đây thì các thôn ở trên kia thì từ hai thôn trên kia thì thanh niên và bà con thì cũng rất ít, mà họ thu phát sản nữa, cho nên ở đây cũng mong muốn rằng là ở các cấp thì cũng giúp đỡ thêm hỗ trợ cho khoảng từ 100 đến 150 quân bộ đội hoặc các chiến sĩ để cùng về với các hộ dân rồi bà con ở đây. Chúng tôi huy động lực lượng tại chỗ, thanh niên rồi các hội đoàn thể nữa để được cùng hỗ trợ bà con ở đây. Riêng huyện Vĩnh Linh, mưa lũ vừa qua đã làm thiệt hại hơn 150 ha sắn, hoa màu, hàng trăm ha nuôi tôm, cá, nhiều tuyến đường giao thông bị lũ cuốn, hơn chục nghìn học sinh vẫn phải nghỉ học. Phú Thọ kết thúc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Hàng trăm hộ dân ở thành phố Biên Hòa ngập sâu trong biển nước là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong tụng tin ngay sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa đồng ý đề xuất kết thúc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh này trình vài ngày trước. Hiện Phú Thọ sẽ tập trung vào việc tháo dỡ các phần còn lại của cầu Phong Châu, trục vớt phần còn lại của cầu dưới sông Hồng đưa lên vị trí tập kết trong thời gian sớm nhất. Việc này Phú Thọ giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan. Việc triển khai bảo đảm tuyệt đối an toàn. Lữ đoàn 249 binh chủng công binh và huyện Lâm Thao, Tam Nông được yêu cầu tiếp tục duy trì hoạt động của cầu phao phà Phong Châu phục vụ nhân dân đi lại, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chiều 29 tháng 10, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với phường Phước Tân tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận lũ từ thượng nguồn sông Buông đổ về bất ngờ, khiến khu vực hạ nguồn ngập sâu. Nước lũ đã khiến hàng trăm hộ dân bị ngập, nơi sâu nhất là hơn 1,7 mét. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân, chiều tối 28 tháng 10, trời mưa lớn, diện rộng, lượng nước đầu nguồn đổ dồn về sông lớn đã khiến khu vực khu phố Miễu, phường Phước Tân ngập nặng. Hơn 300 hộ dân bị ngập sâu khoảng từ 1,2 đến 1,7 mét. Đồng thời khoảng 100 hộ dân tại các khu phố Tân Lập, Tân Cang cũng bị ngập nặng. Tại Quảng Bình, những ngày vừa qua, lượng mưa phổ biến lên đến trên 300mm và cá biệt có nơi lên tới hơn 800mm, khiến cho mực nước sông Kiến Giang tăng cao trên báo động 3. Địa phương cũng cảm ơn các đoàn viện trợ và đề nghị tạm dừng tiếp nhận vì lý do an toàn. Tính đến thời điểm này, thì toàn tỉnh Quảng Bình đã có trên 32.700 nhà bị ngập và nặng nhất là huyện Lệ Thủy với hơn 19.700 nhà. Huyện Quảng Ninh có hơn 12.000 nhà. Đã di rời riêng huyện Lệ Thủy là hơn 8.000 hộ. Ngay trong sáng nay, các lực lượng quân đội, công an, dân quân và chính quyền địa phương vẫn tiếp tục ứng cứu người dân trong vùng ngập sâu, người dân bị đau ốm. Những ngày qua, đã có nhiều đoàn cứu hộ đến với vùng lũ Lệ Thủy, nhưng do sông Kiến Giang, mực nước vượt báo động 3 hơn 1 mét nước, sóng mạnh. Dù rất cảm kích tấm lòng của các đoàn viện trợ, nhưng để đảm bảo an toàn, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu tạm dừng công tác viện trợ, chờ nước rút. Nhiều ngày qua, người dân khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang rất bức xúc trước tình trạng một cơ sở thu mua mủ cao su trên địa bàn đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm rất nghiêm trọng. Ghi nhận vào sáng 25 tháng 10, cơ sở thu mua có hai xe tải lớn tập kết tại cơ sở để gom mủ. Nhà xưởng của cơ sở này làm bằng nhà tôn tạm và đã hoạt động từ lâu. Nước thải từ hoạt động thu mua mủ cao su được xả trực tiếp ra môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nước thải ứ đọng tại đây quá lâu nên tạo thành từng mảng đen đặc quánh.
Hôm nay cái tình trạng cái ô nhiễm về cái môi trường rồi về khí rất là nặng. Nhưng mà có cái vì cái cuộc sống của nhân dân đó, là khu phố cũng là trao đổi với lại cái hộ rất là nhiều để cái gìn giữ về cái vấn đề môi trường. Phường là cử cán bộ xuống để kiểm tra xác minh thực địa về cái nội dung phản ánh của người dân. Thì qua kiểm tra thì phường có lập biên bản. Trong đó thì cái việc mà bà xử lý nước thải là hôm qua là trong nội dung ghi nhận là bà do cái máy xử lý của bà bị hư, tạm thời bị hư. Do đó là hệ thống nước thải thì có một phần bị rò rỉ ra ngoài giống như nội dung phản ánh của người dân trên tổng đài. Bà Nguyễn Thị Hằng, cán bộ địa chính môi trường phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài cho biết thêm, thời gian tới Ủy ban Nhân dân phường sẽ tăng cường hơn nữa kiểm tra môi trường. Nếu phát hiện cơ sở nào gây ô nhiễm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Chiều nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng người nước ngoài vận chuyển hơn 700 viên kim cương trái phép từ Ấn Độ về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước đó, vào ngày 23 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình kiểm tra và phát hiện đối tượng PSH, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Ấn Độ Việt Nam có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa với hơn 700 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo với giá trị ước tính là hàng chục tỷ đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi này. Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, đối tượng có dấu hiệu của tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được quy định tại điều 189 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra truy xét tất cả các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau một năm thí điểm xử phạt nguội vi phạm hành chính xe vi phạm tải trọng, thì tình hình vi phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã giảm đáng kể so với trước đây, đồng thời giảm khả năng gian lận tiêu cực trong việc xử lý vi phạm tải trọng xe. Thưa quý vị, đây là trạm cân tải trọng tự động số 6, số 7 tại trạm thu phí An Sương, An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ có hệ thống này mà số lượng xe vi phạm tải trọng đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải là giảm 93%. Được biết, hệ thống cân tự động có thiết bị cảm biến đặt dưới đường, có camera tự động chụp lại biển số của xe, đọc ra các thông tin như tên chủ xe, thông số kỹ thuật. Hệ thống sẽ tự động tính toán xe có vi phạm tải trọng không, mức độ thế nào. Cái việc mà xe quá tải, chạy quá tải trọng rất là ảnh hưởng nhiều cái bộ phận giao thông. Thứ nhất là tải trọng là nó xịp lốp này, ảnh hưởng này. Cái thứ hai nữa là nó cồng kềnh mà nó đường xá nó cũng rất là ảnh hưởng. Cân tự động thì giúp ích cho hạn chế bớt vấn đề anh tải trọng thì có lợi. À, tại vì qua đây thì sẽ bị phạt, cho nên họ không có đi quá tải nữa. Tôi theo tôi thấy thì cũng nên lắp thêm nhiều trạm cân nữa cho tài xế có an tâm tâm lý để cho bớt cái tình trạng quá tải. Để tăng hiệu quả xử phạt nguội, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương chỉ đạo xây dựng phần mềm quản lý, chia sẻ dữ liệu cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ cho các sở phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khó khăn trong công tác xử phạt đó chính là nhiều chủ phương tiện không đồng ý ký vào phiếu cân quá tải trọng, đồng thời là việc xác minh thông tin lý lịch của các phương tiện ở các tỉnh mất khá nhiều thời gian. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ gia hạn thời gian thí điểm xử phạt nguội xe quá tải trọng cho đến ngày 31 tháng 12, 2024.